Xin chào tất cả các bạn, lại là Lãm đây. Hôm nay Lãm rất là vui tiếp tục có mặt tại cửa hàng xe máy của Lãm đang làm việc với địa chỉ là số 135 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Honda Hồng Đức 3. Thì đến với buổi quay ngày hôm nay thì Lãm xin tiếp tục cập nhật cho mình những nội dung chính như sau. Thứ nhất, Lãm xin giới thiệu những cái tính năng vượt trội của dòng xe Winner X mới 2020, tem 2021. Thứ hai, cập nhật chương trình khuyến mãi hiện có của dòng xe Winner. Và thứ ba là giới thiệu cho mình những cái màu sơn độ màu mà của hệ thống Hồng Đức. Và đến buổi quay ngày hôm nay thì Lãm xin giới thiệu cho mình chủ yếu là những màu sơn độ màu. Còn chần chờ gì nữa, hãy theo máy quay của Lãm để quan sát tất cả những dòng xe mà Lãm giới thiệu ngày hôm nay. Xin mời máy quay. Bên cạnh Lãm ngày hôm nay đây là chiếc xe đầu tiên, là chiếc xe màu đỏ đen được sơn độ màu đấu tem với tông màu chủ đạo của mình là hai màu, với tông màu chủ đạo là màu đỏ và màu đen. Thì với cái sự thiết kế hài hòa cũng như là phần phối màu cực kỳ độc đáo như thế này, thì với một số tiền bỏ ra chỉ từ 3,4 triệu đồng, các bạn có thể sở hữu ngay những dòng xe Winner X với màu sơn độ cực kỳ đẹp. Và những thiết kế thay đổi với dòng xe Winner X này, thứ nhất các bạn cũng có thể quan sát, thì mình sẽ sử dụng đèn pha của mình phải sử dụng bằng đèn pha LED ha, thay bằng những cái động cơ pha halogen của đời trước. Thứ hai, mặt đồng hồ của xe mình được sử dụng là đồng hồ LCD phân tầng âm bản 3 tầng, có thể thể hiện tất cả những thông số kỹ thuật cho mình dễ dàng quan sát hơn khi tham gia giao thông vào ban đêm. Xe được thiết kế hoàn toàn mới với những cái tem logo nổi cực kỳ nổi trội, cũng như là phần bô xe được thiết kế ngắn hơn, tạo cho mình sự uy lực và một tiếng bô nghe rất là ấm khi mình đi tới tốc độ thấp, và tiếng bô vang dội khi mình đi với tốc độ cao. Còn nếu như các bạn mình đang có nhu cầu sử dụng xe, cũng như là có thể là tham khảo tất cả những dòng xe máy tại cửa hàng xe máy Hồng Đức được Honda Việt Nam ủy nhiệm, đặc biệt đối với dòng xe Conta Winner X 150, hãy liên hệ với Lãm, trực tiếp gọi điện thoại cho Lãm hoặc kết bạn Zalo với Lãm thông qua số điện thoại 079 681 7108, thì Lãm có thể tư vấn cho mình. Lãm hoạt động rất là khuya, có thể hoạt động Zalo từ thời gian là từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya, đừng ngần ngại. Nếu như mình chưa có nhu cầu sử dụng, chỉ tham khảo thôi, thì cũng có thể trực tiếp cho Lãm nhé. Và hai màu sắc bên Lãm đây là màu xanh và màu đỏ camo, thì đây là hai màu mới được cho Honda Việt Nam ra mắt tem mới 2021 gần đây nhất, với thiết kế bộ dạng tem cực kỳ mới. Mình có thể quan sát đầu tiên dòng xe, chiếc xe màu xanh này thì anh ấy được sở hữu một cái bộ áo màu xanh đen rất là đẹp, rất là nhám, nhìn như một chú bộ đội, màu cũng rất là đẹp luôn. Và phần thứ hai là con đỏ này được thiết kế tông màu là màu đỏ đen, thì thay với cái phần Winner X mới đời trước á, thì cái phần màu đời trước thì phần này mặt nạ của nó sẽ là màu đỏ nhám và sẽ sở hữu mình là màu đỏ tươi. Còn phần này thì con camo mới, tem mới này sử dụng màu đỏ đô, với màu thiết kế cũng rất là sắc sảo luôn, cũng rất là bắt mắt. Thì giá xe ngày hôm nay thì nếu như mình lựa chọn một xe Winner phiên bản thể thao, thì giá của mình ngày hôm nay qua hỗ trợ thì từ 40.990.000. Phiên bản camo, phiên bản đen nhà đồng cũng như là phiên bản Sport thể thao ABS thì là 44.990.000, giá được áp dụng tại hệ thống Hồng Đức. Và đặc biệt thì nếu như mà mình mua trả góp thì mình sẽ được tham gia chương trình 0% lãi suất và được giảm thêm 1 triệu đồng. Hôm nay thì Lãm xin giới thiệu cho mình một màu, những màu mới nữa ha. Bên cạnh những màu sơn zin thì cửa hàng của Lãm, đặc biệt là ở Hồng Đức 3 Bình Thủy, thì mình có cung cấp thêm những màu sơn độ. Xin mời máy quay, mình có thể quay những cái màu sơn độ màu cho các anh chị mình có thể cùng tham khảo. Rồi, với số tiền mình bỏ ra chỉ từ 3,4 triệu đồng thôi, mình có thể sở hữu ngay những dòng xe tem đội thế này. Và cái màu sơn độ của mình, các anh chị, tất cả những cái tem như thế này là đều được Hồng Đức sơn hết, không có dán tem như màu xe zin ha, mình được sơn lại. Và cái màu để tạo hơn tự lòng tin của các anh chị thì màu sơn độ của mình sẽ được bảo hành 3 năm, trong quá trình sử dụng có bong chóc hoặc lỗi màu sơn cứ quay lại Hồng Đức, bên em sẽ hoàn toàn bảo hành miễn phí cho các anh chị tại tất cả những hệ thống Hồng Đức luôn. Màu sơn thì rất là đẹp, chương trình khuyến mãi rất là nhiều luôn. Thì hiện giờ cái chương trình khuyến mãi dòng xe Winner X này tính đến hết thời điểm hiện tại cho đến trong tháng 10 này thì ưu đãi của mình vẫn lên đến 10 triệu đồng. Thì bao gồm một phiếu giảm giá trực tiếp 6 triệu đồng vào giá xe, thu xe cũ đổi xe mới giảm giá 1 triệu đồng, một gói quà trị giá 1 triệu đồng, mua xe trả góp 0% lãi suất được giảm 1 triệu đồng, cũng như là khi các anh chị có một cái voucher khách hàng đã từng mua xe từ tháng 7 tới giờ mình được gửi tặng thì mình được giảm giá lên 1 triệu đồng, thì toàn bộ gói ưu đãi mình lên đến 10 triệu đồng các anh chị. Và màu tiếp theo là màu đỏ, đen và màu vàng, cũng được thiết kế tem mới hoàn toàn được sơn độ màu luôn. Bên cạnh những màu sơn mới thì dòng xe Winner X thì vẫn sử dụng phanh thắng ABS, so với những dòng xe động cơ 150 côn tay cùng phân khúc thì đây là một điều hết sức mới và các dòng xe khác không có.
Tại vì khi mình sử dụng dòng xe côn tay với tốc độ cao thì mình có thắng ABS thì mình sẽ có trong trường hợp mình sẽ chống bó cứng cũng như là đi đường trơn trượt tốt hơn. Đó là một điều nổi trội và nổi bật của dòng xe Winner X đối với dòng xe Exciter hoặc là dòng xe Raider cùng phân khúc với mình. Và màu tiếp theo là màu xanh trắng 150. Tất cả những dòng xe sơn độ này thì ngoài việc có những cái màu tông màu chủ đạo sẵn thì đặc biệt ở cửa hàng của Lãm thì có thể đặt tất cả những màu nào anh chị mình có thể thích. Ví dụ như mình đi ra ngoài đường mình thấy chiếc xe Vision hoặc là mình thấy những dòng xe SH Mod chẳng hạn đang có cái màu nào rất là đẹp luôn mà dòng xe Winner chưa có, thì cũng đừng ngần ngại hãy kết bạn Zalo với Lãm, gửi một cái tông màu mình lựa chọn thì bên em tầm khoảng 5 ngày cho đến 10 ngày thì bên em cũng sẽ cam kết dàn ra một cái màu sơn đúng theo yêu cầu mà các anh chị đang mong muốn. Thì hôm nay Lãm cũng xin cập nhật lại chương trình trả góp của mình. Đang có hai chương trình trả góp. Thứ nhất là chương trình trả góp 0% lãi suất, có thể làm thủ tục online, chỉ cần trả từ 20% trở lên. Và chương trình trả góp thứ hai là chương trình không cần trả trước, nhận luôn cà phê gốc và làm thủ tục online. Thì đối với những dòng xe Winner X như thế này, một số tiền bỏ ra không cần quá nhiều đâu. Ví dụ anh chị đang có muốn mua một chiếc xe 0% lãi suất, thì em ví dụ như một chiếc xe bên cạnh Lãm là một chiếc xe phiên bản thể thao, thì giá ngày hôm nay là 40.990.000, mình mua trả góp không lãi được giảm 1.000.000, chỉ còn lại 39.990.000 thôi. Mình hãy trả cái lẻ thôi, mình trả trước 9.990.000 mà mình sẽ vay lại 30.000.000 và mình góp trong vòng 12 kỳ, mỗi kỳ sẽ là 2.637.000. Với số tiền bỏ ra hàng tháng không quá lớn, một ngày chưa đến 100.000 tiền tiết kiệm, thì mình sẽ có thể sở hữu ngay những dòng xe Winner X rất là đẹp, rất là thừa chắc luôn. Đó là chương trình 0% lãi suất. Chỉ cần kết bạn với Lãm thông qua số điện thoại 079 681 7108 và hãy chụp hình gửi cho Lãm một chiếc xe mà bạn đang mong muốn, đang có nhu cầu mua, chốt hàng với Lãm và sau đó chụp hình chứng minh thư hộ khẩu hoặc chứng minh dân bằng lái gửi qua cho Lãm, thì Lãm có thể chuyển sang ngân hàng là hồ sơ online tại nhà và lựa xe trực tiếp trên mạng luôn. Hồ sơ được duyệt thì chỉ cần ra cửa hàng 10 phút thôi, làm thủ tục và mình sẽ được nhận ngay một chiếc xe tại cửa hàng xe máy của Lãm. Đó là cái chương trình không lãi. Và cái chương trình tiếp theo là chương trình mua xe không cần trả trước, thì thủ tục Lãm sẽ bắt buộc mình sẽ có 3 món. Thứ nhất chứng minh thư gốc, thứ hai hộ khẩu gốc và thứ ba đặc biệt điều cần có là hóa đơn tiền điện, nhưng địa chỉ trên hóa đơn tiền điện phải trùng với địa chỉ của hộ khẩu ha. Và mình cũng sẽ được hồ sơ online, cũng chỉ cần chụp hình thông qua Lãm thôi. Mình cũng vẫn được giảm 1.000.000, nhưng mà nếu như anh chị có thể bổ sung thêm một cái bảo hiểm y tế do công ty doanh nghiệp cấp thì lãi suất của mình sẽ ưu đãi hơn, không trả trước sẽ có lãi hay các anh chị, nhưng mà lãi suất cũng rất là thấp thôi, cũng chỉ có 1.6 thôi. Thì ví dụ như một chiếc xe Winner phiên bản thể thao cũng là giá 39.990.000, mình góp trong hàng tháng thì tầm khoảng chưa đến 2.000.000, một ngày mình tiết kiệm tầm khoảng 60.000 đến 70.000 thôi, thì mình cũng có thể sở hữu ngay những dòng xe. Và điều đặc biệt đáng nói ở đây là khi mà mình mua trả góp không cần trả trước, mình có thể nhận luôn cặp về gốc luôn, không cần đến nhà đâu. Mua trả góp thì hiện giờ cái nhiều anh chị mình cũng đang ngần ngại là không biết là hồ sơ có duyệt hay không, đôi khi ở xa không biết lại có hồ sơ có dễ đậu hay không, thì cứ yên tâm, để khắc phục được những điều khó khăn đó thì bên Lãm đã có sẵn sàng làm hồ sơ tại nhà, chỉ cần chụp hình là hồ sơ nếu được duyệt thì mình gia nhận, còn nếu hồ sơ không được duyệt thì bên em sẽ chuyển sang một đối tác khác cũng như đưa sang một cái hướng khác để có thể giúp những anh chị mình chỉ có 5 đến 7 triệu đồng cũng có thể sở hữu ngay một những dòng xe mà mình đang thích. Dòng xe côn tay rất là đẹp, cũng được đoán chạy nhất trong thị trường hiện tại, thì cái chương trình khuyến mãi cũng cực kỳ hấp dẫn ha các anh chị. Ví dụ ngày hôm nay thì em chỉ chủ yếu qua dòng xe Winner X thôi, còn nếu anh chị nào mà mình muốn mua dòng xe, tất cả dòng xe khác mà do Honda Việt Nam ủy nhiệm mà Hồng Đức có bán thì bên Lãm cũng có hỗ trợ tất cả những dòng xe mà mình cần thiết mua trong thời gian này. Do dòng xe Winner X đang có chương trình khá là nhiều cho nên hôm nay Lãm chỉ chủ yếu qua dòng xe ngày hôm nay thôi. Mình cứ yên tâm đi, anh chị cũng đừng vội vàng, nếu như mình đang chuẩn bị tiền hoặc là mình đang có thủ tục gì đó đang chưa đủ thì cũng yên tâm, tại cái chương trình không trả trước này hoặc là chương trình 0% lãi suất, nhất đặc biệt là chương trình 0% lãi suất, nó sẽ kéo dài cho đến hết ngày 30/31/11, vẫn còn chương trình, vẫn còn cơ hội cho các anh chị để mình chuẩn bị tiền cũng như là các thủ tục cần thiết. Và chương trình trả góp không cần trả trước này riêng dòng xe Winner là những dòng xe khác cũng có luôn, và cũng đang còn kéo dài chương trình tiếp tục cho đến từ đây tới gần Tết, rất là nhiều cơ hội, rất là nhiều chương trình luôn. Và đặc biệt tại cửa hàng xe máy Hồng Đức Bình Thủy của Lãm đang chuẩn bị hoặc sắp tới đang có chuẩn bị một cái chương trình nào đó hấp dẫn, thì Lãm lúc nào cũng sẽ đưa trước cho các anh chị để anh chị mình tìm hiểu cũng như là giới thiệu bạn bè và người thân, cũng như là có thể gửi quà thêm cho các anh chị và gặp nhiều chương trình tốt nhất nha các anh chị. Nếu như mà mình
cảm thấy buổi live ngày hôm nay hay, hấp dẫn thì mình hãy like, đăng ký kênh, cũng như có thể là liên hệ với Lãm, hoặc là mình có thể giới thiệu cho bạn bè người thân để sử dụng xe tại cửa hàng Hồng Đức. Và cuối lời, Lãm xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào một buổi live gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.